Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 261, đáp lại. Toàn ca thút thít không phát ra tiếng được. Một đứa trẻ làm gì có thể chịu được chuyện bị chặn miệng lâu cơ chứ? Chẳng cần kéo, thằng bé cũng sẽ tự buông ra thôi. Lâm Di cầm khăn lau nước mắt trên mặt toàn cả. Toàn ca vẫn còn nức nở gào, mẫu thân ta, ta sẽ nhớ kỹ. Ta không quên đâu, nhưng cậu bé không hề từ chối động tác lau nước mắt cho mình của Lâm Di. Lâm Di dịu dàng nói, Toàn ca, con nên nhớ rằng không ai đối xử với con tốt hơn phụ mẫu của con cả, đó là người đã sinh ra và nuôi dưỡng con mà. Có lẽ Toàn ca cũng không ngờ Lâm Di sẽ nói như thế, trong đôi mắt non nớt hiện lên sự do dự, thằng bé quay đầu lại nhìn bà vú nhưng thấy bpa à vú không giúp được gì thì lại quay sang nhìn chu lão phu nhân lá gan của trẻ con thật ra rất nhỏ nhất là lúc ở trong tình cảnh xa lạ ánh mắt của mọi người đều dồn vào mình thằng bé sẽ theo bản năng tìm kiếm người giúp đỡ ánh mắt của toàn ca sợ hãi và cầu cứu ai cũng có thể nhìn ra thằng bé đang cầu cứu chu lão phu nhân người lợi dụng trẻ con thật ra rất nực cười Chẳng lẽ Chu lão phu nhân cho rằng nàng sẽ hoang mang lúng túng trước một đứa trẻ ư? Lâm Di theo ánh mắt của Toàn Ca nhìn về phía Chu lão phu nhân, tỏ ra kinh ngạc, vẻ thất vọng lại đau lòng thoáng xẹt qua rồi biến mất trước mặt bao người. Lâm Di ôm Toàn Ca vào lòng, dịu dàng an ủi thằng bé, con muốn nhớ gì cũng được, cho dù là tốt hay xấu, khiến con vui hay buồn. Chờ sau này con lớn lên, khi con có thể tự lập không dựa vào ai nữa con có thể suy nghĩ cẩn thận lại. Lúc đó con sẽ có thể phân biệt được đúng sai, và sẽ lưu giữ những ký ức đúng đắn. Cho nên con đương nhiên phải nhớ về phụ mẫu của mình, vĩnh viễn cũng không được quên. Không ai cho rằng một đứa trẻ 6-7 tuổi có thể nghe hiểu những lời Lâm Di nói, mà Lâm Di thì vừa là nói cho Toàn Ca vừa là nói với chu lão phu nhân nghe. Đợi tới lúc Toàn Ca trưởng thành, thằng bé sẽ biết tổ mẫu đã lợi dụng mình như thế nào. Một đời người có rất nhiều thay đổi, Chu lão phu nhân nuôi dưỡng Chu thập cửu, không phải là vì để sau khi Chu thập cửu lớn lên có thể thuận lợi bước vào con đường làm quan, rồi dần dần rời xa sự quản lý của bà ta, mà là muốn lợi dụng chàng để đạt được lợi ích. Nhưng bây giờ nhìn lại thì có vẻ như mục đích của Chu lão phu nhân không thành rồi, ít nhất là trong chuyện này bà ta đã nhận được một bài học. Còn rất nhiều năm nữa toàn ca mới trưởng thành chẳng ai biết được sau này thằng bé sẽ đứng về phía ai nếu như để nàng dạy dỗ toàn ca vậy nàng sẽ cố gắng giúp thằng bé phân rõ đúng sai muốn làm người tốt không hề dễ nhưng cũng rất khó để khiến một người biển chất hoàn toàn chắc chắn chu lão phu nhân cũng không muốn nuôi trường tốn của mình thành một người giống như chu nguyễn cảnh toàn ca không biết nói gì cho phải trẻ con luôn có lúc như vậy Lâm Di cùi người ôm thằng bé lên đưa cho bà vú đứng bên cạnh. Toàn Ca lập tức vùi vào lòng bà vú. Quất Hồng bước lên phía trước định xem vết thương trên cánh tay của Lâm Di. "Không sao." Lâm Di nói, "Trẻ con thì cắn mạnh được đến mức nào chứ, không cần phải sốt sắng như thế." Tín thân Vương phi nhìn Lâm Di với ánh mắt quan tâm, "Bận rộn nửa ngày rồi, mau tới đây ngồi đi." Lâm Di gật đầu rồi đi qua ngồi xuống rất nhanh mọi người đã lấy lại tinh thần, bắt đầu bàn tán lo lắng không biết Chu Nguyễn Cảnh sẽ bị phán tội gì. Lâm Di ngồi một lúc rồi đi ra ngoài sai người gác cổng chuẩn bị xe ngựa để đưa các nữ quyến trở về. Cũng Mama cũng đi theo ra ngoài, vội vã xem vết thương cho Lâm Di. Bà kéo tay áo màu lam nhạt với viền bọc chỉ màu bạc lên, bên dưới là một vùng da đang sưng đỏ. Cùng Mama nhíu mày, Vội vàng gọi nha hoàn mang sáp thuốc tới rồi, cẩn thận thoa lên cánh tay Lâm Di, nếu như lần sau đại gia lại chạy đến, nô tỳ phải ngăn cậu ấy lại. Trẻ con không biết tính toán, nhưng ai biết có bị người lớn xúi dục hay không? Đại gia ở trước mặt mọi người nói quận vương phi hại chết đại thái thái như thế, người không biết chuyện nghe xong sẽ tưởng quận vương phi thấy chết không cứu đó. Lâm Di biết được ý định của Chu lão phu nhân, Chu Nguyễn Cảnh thẳng tay đánh chân thị đến chết chu lão phu nhân làm gì còn mặt mũi đi nhờ vả tín thân vương phi. Nhưng nếu cái chết của chân thị là do có người khác nhúng tay, thì cả chu Nguyễn Cảnh lẫn chân thị đều có chỗ đáng thương. Hơn nữa mấy ngày nay chi phủ thiên tân dâng sớ tố cáo tổn thất quý tộc chiếm đất, tôn thất đều đang thấp thỏm không yên, sợ ngôn quan và ngự sử lại đổ thêm dầu vào lửa, hoàng thượng sẽ hạ chỉ không có lợi cho tôn thất. Chu Nguyễn Cảnh xảy ra chuyện vào lúc này, Chu lão phu nhân muốn cử Chu Nguyễn Cảnh nên sẽ lái sang kết quả của đấu tranh chính trị. Chu Nguyễn Cảnh bị xử nặng thì sẽ cổ vũ khí thế của đám ngự sử, môn quan kia đã có người mở đầu rồi, chắc chắn tấu chương cáo tội sẽ liên tiếp được đưa đến trước mặt hoàng thượng. Bây giờ tín thân vương phi chính là hy vọng duy nhất của Chu lão phu nhân. Lâm Di lần lượt đưa tiễn nhóm nữ quyến ra về, bên buồng sưởi phía trong chỉ còn lại mỗi Chu lão phu nhân và tín thân vương phi chu lão phu nhân thận trọng nhìn tín thân vương phi nếu như không phải do mấy lời đồn hôm trước thì chúng nó đã không cãi nhau đòi hòa ly lại càng không dẫn đến chuyện hôm nay nay vương phi đã tới đây ta cũng không muốn giấu diêm nữa tính tình của nguyễn cảnh không tốt thật nhưng nó nào có gan giết vợ chứ chắc chắn là có người đứng đằng sau thêm dầu vào lửa cố ý tạo thành tình cảnh ngày hôm nay bây giờ ta cũng chẳng còn cách nào khác chỉ mong vương phi có thể giúp đỡ một chút tin thân vương phi thở dài ta ở nhà quanh năm trước đó cũng chỉ là nghe người trong nhà nói mà thôi lúc đầu ta không tin nhưng về sau hỏi vương gia thì vương gia mới bảo đó là sự thật chuyện bên ngoài đều do cánh nam giới quản lý phụ nữ như chúng ta chen vào không hay cho lắm tín thân vương phi đang từ chối chu lão phu nhân rơi nước mắt không mong vương phi nể mặt chỉ mong vương phi thương tiếc toàn ca còn nhỏ mà nói giúp vài lời Tín thân vương phi bối rối, không phải ta không giúp, mấy vụ bê bối lúc trước của đại thái thái ta cũng sẵn lòng giúp đỡ, chỉ là cát gia suýt nữa xảy ra án mạng, bây giờ đại thái thái lại có tiến cung cầu xin thái hậu thì ta cũng khó mà mở miệng. Chu lão phu nhân mất hết hy vọng, suy sụp hẳn, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Nguyễn Cảnh. Hai người già trẻ bọn ta sống sao đây? Chu lão phu nhân khóc một lúc lâu. Tín thân vương phi mới do dự gật đầu, "Để ta hỏi thử giúp bà xem, nhưng nếu không được thì bà cũng đừng trách ta." Trên mặt Chu lão phu nhân xuất hiện tia hy vọng, "Không đâu." "Không đâu, vương phi chịu giúp đỡ là ta đã biết ơn lắm rồi." Tín thân vương phi nhấp một ngụm trà rồi nhìn Chu lão phu nhân, "Bà cũng phải giữ sức khỏe, cái nhà này còn phải dựa vào bà đó, cháu trai nhỏ của bà khiến người khác nhìn mà đau lòng." Chu lão phu nhân nghe thế lại rơi nước mắt, sau khi tiễn tín thân vương phi về thân ma ma tiến lên nói tín thân vương phi mãi không chịu đồng ý nô tỳ sợ đến nỗi giờ lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh Chù lão phu nhân sầm mặt bà ta đang đợi ta hạ mặt cầu xin cầu đến khi nào bà ta nghe thấy đã tại thì mới chịu đồng ý những năm nay hệ có tổn thất đến nhà nhờ vả thì đều như thế tín thân vương phi thích đợi tới khi người ta cùng đường mới chịu đưa tay giúp đỡ Thân ma rót một chén trà nóng cho chu lão phu nhân. Chuyện đáng tiếc nhất là không thể bắt bè quận Vương Phi. Trần Thị tựa như một con lươn trơn bóng, lúc nào cũng có thể trơn khỏi lòng bàn tay của người khác. chu lão phu nhân nhớ tới những lời nói cúc lâm di ôm toàn ca. Trần Thị ở trước mặt mọi người uy hiếp bà ta, nếu bà ta dám giao toàn ca cho Trần Thị nuôi nấng, chắc chắn Trần Thị sẽ khiến toàn ca xa cách tổ mẫu ruột cả bà ta còn hơn 10 năm nữa toàn ca mới trưởng thành, 10 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, con người vĩnh viễn chẳng thể nào lấy thời gian ra làm vật đặt cược. Trước mắt Chu lão phu nhân hiện lên đôi mắt sáng ngời của Lâm Di. Ban đêm, Lâm Di vào phòng xếp hầu hạ Chu Thập Cửu thay thường phục. Lâm Di vừa giơ tay lên thì Chu Thập Cửu đã nghe được mùi thuốc thoang thoảng. Chu Thập Cửu kéo tay Lâm Di đến nhìn, tay sao thế? Lâm Di cười nói, không có gì, chỉ là bị toàn ca cách ống tay áo cắn một cái thôi." Lông mày của Chu Thập Cửu nhíu lại, chàng kéo ống tay áo của Lâm Di lên xem. Vết thương được bôi thuốc nên đã đỡ hơn nhiều, giờ chỉ còn lại dấu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Lâm Di nói, "Ngày mai là khỏi ngay thôi, sức của trẻ con chẳng có bao nhiêu cả." Nàng không muốn để Chu Thập Cửu cảm thấy toàn ca là một gánh nặng, nếu không Chu Thập Cửu sẽ rất dễ liên tưởng đến chuyện khi còn bé. Chu Thập Cửu chỉnh lại ống tay áo cho Lâm Di, nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo, có bao giờ nghĩ tới nếu như bên kia đẩy toàn ca đến cho em nuôi thì em phải làm sao không? Lâm Di và Chu Thập Cửu ngồi trên giường sưởi gần cửa sổ, nói về chuyện ngày hôm nay, gặp được người thẩm nương như ta thì chỉ sợ trong thời gian ngắn lão phu sẽ chẳng cam lòng buông tay đâu. Nếu như lão phu nhân thật sự đưa toàn ca tới đây, sau khi trưởng thành toàn ca chắc chắn sẽ đi vặn hỏi lão phu nhân. Nếu chê ta không tốt, vậy sao lão phu nhân lại nỡ gửi trưởng tôn cho ta nuôi? Còn nếu khen ta tốt, vậy lão phu nhân sẽ khó mở miệng nói xấu ta với toàn ca. Cho nên tính thế nào thì nàng cũng không thua hoàn toàn. Bây giờ chu lão phu nhân mới là người phải vắt hết óc tính toán. chu thập cửu nhìn khuôn mặt nhã nhặn, trầm tĩnh của lâm di, chuyện khiến người khác cảm thấy khó xử vào tay nàng lại hóa thành hết sức đơn giản. Chu Thập Cửu nói, hôm nay ta gặp nhạc phủ, nhạc phụ nói có ngự sử đang muốn vạch tội tôn thất, bây giờ tất cả mọi người đều đang suy đoán ý nghĩ của Hoàng thượng. Nếu như Hoàng thượng có ý bảo vệ tôn thất, ngự sử sẽ không thể trình tấu trương lên, còn nếu Hoàng thượng có ý gian đe, ngự sử sẽ nhận được sự cổ vũ rất lớn. Tựa như suy tính của Chu Lão Phu Nhân, Chu Nguyễn Cảnh thật sự trở thành hòn đá thử vàng rồi. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, tín thân Vương Phi đã đồng ý giúp đỡ, có lẽ sẽ gọi cả ngũ Vương Phi cùng tới chỗ Thái Hậu cầu xin. Tội danh được giảm, cùng lắm là rời khỏi kinh đô mấy năm rồi lại quay về. Đây là cách xử phạt tôn thất thường thấy nhất. Chu Thập Cửu mím cười, nếu thế thì chúng ta cũng nên đề phòng, tránh để như thế thật. Hạ nhân bày đồ ăn lên, Hai người dùng cơm tối rồi tắm rửa lên giường nằm. Chu Thập Cửu mượn ánh nến nhìn thoáng qua cánh tay của Lâm Di thêm lần nữa, thấy thật sự không sao thì mới yên tâm, kéo Lâm Di qua ôm, lần sau nó không dám cắn nữa đâu. Lâm Di ngớ người một lát mới hiểu được ý Chu Thập Cửu, quận vương gia đừng dọa trẻ con chứ. Chu Thập Cửu cười khẽ, ta cần gì phải dọa nó, trẻ con mà, chỉ cần thấy nàng không sợ thì lần sau nó sẽ không dám cắn nữa dứt lời chu thập cửu xoa xoa lưng của lâm di nhưng không làm thêm điều gì chẳng phải ai cũng thể hết đâu chắc chắn cúc nhỏ quận vương gia không như thế sao lại không phải ta trừ nhát gan thì còn sợ bị người khác từ chối giọng nói của chu thập cửu trầm hơn nguyễn nguyên tin không chương 262, biến động nàng tin được chu thập cửu mới lạ lâm di chớp mắt tin chứ quận vương gia nói gì ta cũng tin như thế thì đối phương không còn lý do để dở trò nữa. Chu thập cửu nhìn mắt ngọc mày ngài của Lâm Di, tính ra ta cũng phải cảm ơn thẩm nương, bởi vì bà ta đã dạy cho ta một chuyện, đó là thích cái gì thì không nên mở miệng hỏi mà phải nghĩ cách để lấy được, cầm nắm trong tay mình. Như thế sẽ không bị từ chối, càng sẽ không bị người khác dùng điều này để uy hiếp. Lâm Di nhớ tới hôn nhân của nàng và Chu thập cửu, đều do Chu thập cửu mưu tính mà ra từ lúc tặng cho nàng đai lưng khảm hoàng ngọc cho tới khi xin hoàng thượng tứ hôn anh chàng này chưa từng nói với người ngoài là muốn cưới nàng nàng đã nhận định đó là mưu kế của chàng chàng lập kế hoạch cho tương lai của mình và lựa chọn trần gia khi đó chàng một lòng muốn nắm giữ cục diện chính trị còn bây giờ lâm di còn đang ngày người thì chu thập cừu đã cởi vạt áo và dây lưng của nàng các món tay thuần thục lướt từ eo nàng lên trên đầu món tay hơi co lại nắm chặt đôi gò bồng mềm mại của nàng sau đó đổi phương lật người đặt những nụ hôn vào khóe mắt nàng tóc chu thập cửu rũ xuống khiến lâm di thấy hơi ngứa nàng ngẩng đầu nhìn chàng ánh mắt mang theo ý cười chu thập cửu chống người lên nhìn lâm di chằm chằm ánh mắt chàng luôn có nhiều sắc thái hơn người khác lúc trong veo lúc biến đổi không ngừng càng nhìn càng khiến người ta không thể nào đoán được Giờ phút này chàng treo nụ cười nơi khóe miệng, đôi mắt mơ màng khẽ nheo lại. Lâm Di nhẹ nâng chân lên, không ngờ lại chạm phải vật cứng rắn nóng bỏng như lửa, nàng muốn trốn tránh nhưng lại bị chàng đè hẳn lên. Ngày hôm sau, sáng sớm Chu thập Cửu đã đi thượng triều, Lâm Di ngồi ở dưới hiện xử lý chuyện trong phủ, các quân sự vừa lui ra thì Bạch Thược tiến vào báo, "Quận vương gia về rồi à? Theo lẽ thường thì giờ này còn thương triều mà." sao chu thập cửu lại về rồi lâm di ra ngoài đón vẻ mặt của chu thập cửu vẫn bình thường chỉ là ý cười trên mặt đã vơi bớt thay vào đó là sự trầm tĩnh lâm di căng thẳng sao thế chu thập cửu sai bạch thược lấy ủng của ta ra đây lâm di bước lên hầu hạ chu thập cửu thay chiều phục ra quận vương gia muốn ra khỏi thành ư chu thập cửu nhìn lâm di hoàng thượng bệnh không thể thương chiều sớm Lâm Di kinh ngạc nhướng mày, từ khi nào thế? Chu thập cửu đáp, tối hôm qua hoàng thượng ngủ lại cung của thục phi nương nương, nửa đêm thì truyền thái y qua bắt mạch. Dày vò mãi tới Hửng đông, hoàng thượng định chịu đựng thương chiều sớm. Ai ngờ ngư liễn vừa đi được nửa đường thì hoàng thượng hôn mê, được thái y châm cứu mới tỉnh. E rằng tin hỏi thăm được hơi khác với tình hình thực tế. Đặc biệt là về chuyện thánh thể không khỏe luôn sẽ bị che che giấu giấu. Chu thập cửu thay quần áo rồi mang ủng vào, nói nhỏ, bây giờ không có nhiều người biết chuyện này. Hoàng thượng muốn ta đi mời đạo sĩ ở Thượng Thanh Viện, nên mới chuyển ta tiến cung. Chẳng phải đạo sĩ Thượng Thanh Viện luôn ở trong cung ư? Lâm gì thắc mắc, mà sao bây giờ lại muốn mời đạo sĩ? Đừng nói Hoàng thượng muốn để đạo sĩ làm phép trừ bệnh đầy. Chu thập cửu lắc đầu, Hoàng thượng luôn rất tin tưởng đạo sĩ Thượng Thanh Viện. Những năm qua ta cũng đã nghe ngóng lý do, có lẽ là do Chân Am có sách tiên tri truyền thừa, trước khi hoàng thượng kế vị thì đã có lời tiên tri rằng hoàng thượng sẽ đăng cơ. Mấy năm nay đồ đệ của Chân Am đều đang nghiên cứu cuốn sách này, vài ngày trước mới giải ra được, nói rằng hoàng thượng trị vì 66 năm, thiên hạ thái bình, thời đại hưng thịnh. Tiền triều hạ lệnh cấm học tiên tri, những sách tiên tri trong dân gian đa phần đều đã bị đốt hết nhưng không ngờ đến triều đại chu lại có, thậm chí còn đoán ra được vận mệnh đất nước. Đây là chuyện không thể nào, chẳng ai dự đoán được tương lai cả. Nhưng ai có thể bác bỏ được lời tiên tri đó cơ chứ, dẫu gì cũng nói là thánh tượng khiến thiên hạ thái bình mà. Mắt lâm di chợt lóe sáng, chẳng lẽ hoàng thượng mãi không lập chữ là vì quyền sách tiên tri kia? Lập chữ là vì sợ quân chủ gặp bất chắc, đất nước không loạn thì chính trị cũng sẽ không giao đồng hoàng thượng có thể trị vì 66 năm, tất nhiên không cần vội vàng lập chữ. Nhưng bây giờ hoàng thượng lại bị bệnh, có lẽ thấy nghi ngờ nên muốn gọi đạo sĩ tới để hỏi cho rõ ràng. Chu thập cửu gật nhẹ, có lẽ là thế nên hoàng thượng mới muốn xây dựng thêm thượng thanh viện, để đạo sĩ tiếp tục nghiên cứu sách tiên tri. Bây giờ viên đạo sĩ mà hoàng thượng tin tưởng nhất đang ở kinh thành phụ chiêu mộ thuật sĩ, hoàng thượng sai ta đi đưa đạo sĩ đó về kinh thành. Lâm Di suy tư, quận vương gia có thể dẫn được viên đạo sĩ đó về không? Đây là điều quan trọng nhất, Chu thập cửu có dẫn được đạo sĩ đó về không? Sau khi đạo sĩ đó về sẽ nói gì? Nếu là nói chuyện vận mệnh đất nước thì có khi nào sẽ liên lụy tới Chu thập cửu không? Trên triều đình có mấy thế lực đang tranh đấu, Chu thập cửu có thể giữ thể trung lập tự vệ là đã khó khăn lắm rồi. Chu thập cửu nhìn Lâm Di, mặc kệ có dẫn người về được hay không giờ ta cũng phải ra khỏi thành. Nếu không chẳng biết sẽ có bao nhiêu người biết tin tới tìm chàng nữa. Lâm Di vội vàng thu thập quần áo cho Chu Thập Cửu vào một cái tay này đơn giản để quất hồng đưa cho đồng ninh, Lâm Di tiễn Chu Thập Cửu ra ngoài. Hai người đi ra tới hành lang thì Chu Thập Cửu trầm giọng nói, Kiều Trường Bảo ở ngoại viện là người thường xuyên đi thăm dò tin tức, có chuyện gì cứ gọi hắn tới mà hỏi, muốn thăm dò cái gì cũng có thể sai hắn đi phía phùng tử anh sẽ giúp ta chú ý động tĩnh trong kinh. Lát nữa em hãy sai người tới phủ Quảng Bình Hầu một chuyến. Dặn nhạc phủ cẩn thận lời nói, việc làm trong mấy ngày tới, đợi ta trở lại hãng tính tiếp. Lâm Di gật đầu, tiễn Chu Thập Cửu tới cổng Thủy Hoa. Đồng Ninh đang rất ngựa chờ, Chu Thập Cửu quay người lại sửa sang áo choàng trên người Lâm Di, nở một nụ cười bình thản, ta không sao đâu, em yên tâm. Chu Thập Cửu biết mưu tính, nhưng đâu thể vì vậy mà có thể khẳng định lần mưu tính nào cũng sẽ vẹn toàn. Lâm Di rũ tay áo cho Chu Thập Cửu, lát nữa cầm cương ngựa cũng sẽ đỡ lạnh, quận vương ra ở ngoài phải cẩn thận. Hai người cười với nhau, rồi Chu Thập Cửu mới quay người đi. Chu Thập Cửu cưỡi ngựa rời kinh, Lâm Di trở lại phòng gọi cùng Mama tới, dặn cùng Mama về phủ Quảng Bình Hầu kể lại những gì Chu Thập Cửu vừa nói cho Lão Thái Thái nhánh cả nghe lão thái thái sẽ biết nên làm gì. Cũng ma ma nhỏ giọng hỏi, nếu như lão thái thái hỏi chuyện gì thì nô tỳ nên nói như thế nào? Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, biết nhiều trái lại không hay, cứ nói quận vương ra vội vàng rời kinh, ngoài ra không biết gì thêm. Chuyện hoàng thượng bị bệnh chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài, trong đầu lâm di cập tức hiện ra cảnh phụ thân hay tin đứng ngồi không yên, thế nên không nên nhắc tới chuyện sách tiên tri thì tốt hơn cùng mama đi ra khỏi phủ. Một lúc sau bà tử canh cửa tới báo, nhân ngữ thu tiên sinh tới à. Lâm Di đặt đồ trong tay xuống, ra đón nhân ngữ thu. Hai người gặp mặt, nhân ngữ thu cười nói, ta đi mua son phấn, tiện mua cho em hai hộp, không biết em có thích không? Nhân ngữ thu tiên sinh rất ít khi dùng son phấn, sao hôm nay lại cố ý ra ngoài mua vậy? Lâm Di cầm son phấn lên xem, đưa lên mũi thì người thấy hương thơm thoang thoảng đúng là được chọn rất cẩn thận lâm di nhìn nhân ngữ thu cười son phấn mà phủ nội vụ đưa đến cho tôn thất đều giống nhau từ màu sắc đến mùi thơm hai loại này ta vẫn chưa dùng qua bao giờ mặt nhân ngữ thu đỏ ửng lâm di đứng dậy đi vào phòng sưởi phía đông với nhân ngữ thu lâm di tự tay pha cho nhân ngữ thu một ấm trà long tỉnh ngồi xuống bên cạnh rồi nhỏ giọng nói trước giờ tiên sinh đầu thích những thứ đồ của nữ nhi này Nhân ngữ thu nhìn Lâm Di với vẻ hờn trách, các em được phép mua son phấn làm đẹp, chẳng lẽ ta không được mua à? Lâm Di cầm khăn che miệng cười, tiên sinh có thể qua quýt với người bên ngoài, nhưng không thể gạt cả ta chứ. Nhân ngữ thu đỏ mặt, đại gia nhà họ trương từng trị thương cho các khánh sinh sai người tới mượn sách thuốc của phụ thân ta. Nhân lão thái gia bệnh liệt giường không thể dậy, rõ ràng trương phong từ mượn nhân ngữ thu tiên sinh thì đúng hơn từ lúc hôn nhân gặp trắc trở nhân ngữ tu tiên sinh đã hạ quyết tâm đời này không lấy chồng sao tên trương phong tử kia lại lâm di hơi kinh ngạc tiên sinh có biết gì về chuyện nhà của vị trưởng công tử kia không nhân ngữ tu tiên sinh thoảng tần ngần lâm di nói không dối gạt tiên sinh vị trưởng công tử đó là công tử nhà binh bộ thượng thư không có lòng làm quan thích du lịch khắp nơi về sau ở quảng châu có quen một thầy tu phiên bang được thầy tu kia truyền y thuật. Triều đình từ xưa đã ra lệnh cấm những thứ phiên bang kia, nên tới bây giờ Trương Gia vẫn không chịu nhận Trương Công Tử là con cháu trong nhà. Lần trước vì cần chữa trị cho Cát Khánh Sinh, chúng ta mới cầu xin Hiến Quận Vương hỏi hộ tung tích của Trương Công Tử. Hiến Quận Vương dẫn người tới nhưng cũng không dám nói rõ y là Trương Công Tử. Bởi vì một khi Triều Đình biết được, Trương Công Tử sẽ bị hình bộ bắt nếu nhân ngữ thu tiên sinh gả cho trương phong tử tương lai thế nào không cần nói cũng mường tưởng được lúc trước ta cũng có nghe nói những y thuật kỳ lạ kia là do gã thầy tu phiên bang bịa ra gạt người nhưng sau chuyện của cát khánh sinh ta mới hiểu được vì sao có người muốn học y thuật với thầy tu phiên bang đôi mắt của nhân ngữ thu sáng lên ta cũng biết triều đình đã hạ lệnh cấm nhưng mà hoàng thượng chuẩn bị bãi bỏ lệnh cấm biển vậy có khác gì đã vui lòng chấp nhận phiến quốc rồi có lẽ, chờ tới sang năm, khi đội tàu của triều đình đi biển về, mọi chuyện sẽ khác ngay thôi. Sự chân thành của con người có thể mài mòn sắt đá. Không biết Trương Phong Tử đã dùng cách gì mà khiến nhân ngữ thu tiên sinh rung động nữa. Tính tình của nhân ngữ thu tiên sinh rất cứng cỏi, đã quyết cái gì thì sẽ không thay đổi. Lầm gì nói, tiên sinh phải suy nghĩ cho kỹ. Dẫu gì bây giờ Trương Công Tử cũng không thể lộ mặt ra ngoài sáng tai mắt trong kinh rất đông lỡ như bị người khác phát giác. Thì chẳng biết có bảo vệ được y hay không. Nhân ngữ thu siết chắn gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Người ta nói thả phá 10 tòa thành còn hơn hủy hoại một mối nhân duyên. Nếu nhân ngữ thu tiên sinh đã quyết định, vậy nàng cũng không thể khuyên thêm gì. Lâm Di nói sang chuyện khác, nhân ngữ thu tại nhớ tới bản án của chi phủ thiên tân. Tới giờ cũng chưa phán xong, cũng không biết kết quả thế nào. Ngũ vương gia chậm chạp không kết án là vì muốn xem tinh thể sẽ phát triển thế nào. Trong tấu trương của chi phủ thiên tân đề cập đến chuyện đất đai, sẽ tổn hại đến lợi ích của tôn thất. Nói giúp chi phủ thiên tân thì sẽ mít lòng quý tộc. Ngũ vương gia vẫn muốn tranh ngôi vị chữ quân, đương nhiên cần sự ủng hộ của tổn thất huân quý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 263, Lời Tiên Tri lâm di giữ nhân ngữ thu ở lại ăn cơm hai người nói qua nói lại rồi nhân ngữ thu nhắc đến toàn ca bây giờ em định làm gì chuyện chu nguyễn cảnh giết vợ đang bị đồn ầm lên ai cũng thương xót toàn ca lâm di nói trước làm tiểu nhân sau làm quân tử đầu tiên cảnh cáo trước để lão phu nhân cân nhắc nếu bà ta thật sự cam lòng gửi thằng bé tới đây bên chu nguyễn quý lại né tránh vậy ta phải nói rõ với phía tôn thất doanh sau đó mới nhận nuôi thằng bé. Nàng cũng thương xót toàn ca, nhưng không thể cứ im hơi lặng tiếng nuôi dưỡng được. Nhân ngữ thu mỉm cười, như vậy chu lão phu nhân và chu nhị lão gia sẽ chẳng còn mặt mũi nào trong tôn thất doanh nữa. chu lão phu nhân muốn hố nàng, nàng cũng chẳng phải đồ đần, chẳng lẽ không thể tương kế tiêu kề đầy lại cho chu lão phu nhân à? Nếu chu lão phu nhân làm hỏng thanh danh, vậy danh từ mẫu của bà ta cũng chẳng còn nữa có thể giúp chu thập cửu tránh phải công tội vong ơn phụ nghĩa cớ gì nàng lại khô pinh làm nhân ngữ thu nhìn lâm di phải là người như nào mới tính kế được em chứ cẩn thận kẻo bị vướng tiếng là quá khôn khéo đấy lâm di quay sang nhìn rồi cười thế thì có gì không tốt nào như vậy ai muốn hại ta đều phải suy nghĩ lại ta cũng bớt phiền không phải nàng không thể nhẫn nhịn nhưng còn phải xem nhẫn nhịn cái gì nếu đã bị người ta lợi dụng lại còn bị mỉa mai như đổ đần chắc chắn nàng sẽ không chịu nhịn lâm di tiễn nhân ngữ thu tiên sinh về đúng lúc đó ma ma bên nhà tổ đến phủ bàn bạc chuyện dựng đàn tang cho đại thái thái chân thị đàn tang cần được làm ở nhà tổ toàn ca phải mặc đồ tang gác đêm khi nào thi thể của chân thị được khiêng từ nha môn về chu lão phu nhân sẽ dẫn toàn ca về nhà tổ ở vài ngày ma ma quân sự của nhà tổ thận trọng đáp lời cứ sợ có câu nào làm cho lão phu nhân không vui phải biết rằng khi thi thể của đại thái thái được khiêng từ nha môn về đó cũng là lúc đại lão gia bị định tội chu lão phu nhân chẳng những phải làm đám tang cho con dâu mà còn phải nghe xem con trai bị phán tội gì nghe xong chu lão phu nhân nhướng mày đám tang phải làm hoành tráng một chút không thể thiếu thủy lục đạo tràng ta đã sai người mang ván gỗ của ta cho đại thái thái dùng rồi đàn tang trong nhà cũng phải dựng cho tốt. Khi nào quan phủ trả thi thể về, ta và toàn ca sẽ quay về nhà tổ. Một loại pháp hội, thời gian ít thì 7 ngày, nhiều thì 49 ngày, tụng kinh, ăn chay, sám hối, cầu xin cho chúng sinh lục đạo thoát khỏi bể khổ. Bà tử quân sự thưa vắng. Chu lão phu nhân lại hỏi tới sức khỏe của Quách thị. Bà tử quân sự đáp, thai nhi của nhị thái thái vốn không tốt, mấy ngày nay lại không ăn nổi cơm cũng chẳng đụng vào đồ ăn nhưng không dám dùng thuốc bổ vậy ngoại trừ việc quản lý nhà cửa phải nghỉ ngơi cho kỹ chu lão phu nhân nghe thề thì nhíu mày dù thế nào cũng phải bình an sinh hạ đứa bé chuyện sinh nở không thể qua loa phù thề nguyễn cảnh vừa xảy ra chuyện nếu quách thị lại có chuyện gì chắc chắn mọi người sẽ cười chê nói xong chu lão phu nhân nhìn thân ma ma lấy hết huyết yến trong phòng ta đưa sang cho nhị nãi nãi, bảo nó ăn theo bữa trong ngày. Bà từ quản sự lui xuống. Thân ma ma bước lên trước kê túi chườm nóng vào lưng cho Chu lão phu nhân, từ lúc Chu Nguyễn Cảnh xảy ra chuyện, Chu lão phu nhân cũng bắt đầu đau lưng. Thân ma ma nhỏ giọng nói, người phải đi cùng đại gia về nhà tổ à? Chu lão phu nhân gật đầu, vốn định để quách thị lo liệu cho toàn ca và đám tang nhưng giờ chỉ sợ sức khỏe của quách thị không chịu nổi, nếu ngộ nhỡ vì thế mà xảy ra chuyện gì. Lão nhị sẽ hận ta, thế nên không thể giao đại gia cho nhị thái thái nuôi dưỡng. Đảo một vòng lại trở về điểm xuất phát, thân ma ma nghĩ tới chuyện quận Vương Phi uy hiếp lão phu nhân trước mặt nữ quyến tôn thất, mà quận Vương Phi là người nói được làm được. Thân ma ma dùng túi môi nóng xoa lưng cho chu lão phu nhân, sau đó chậm rãi mát xa lưng cho bà ta chu lão phu nhân khép hờ mắt trần thị chỉ tạm thời ỉ vào nhà mẹ đẻ và chu nguyên triệt nhưng làm gì có chuyện run sẻ mãi được thân ma ma hầu hạ mắt tay chu lão phu nhân nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc bà ta tỉnh lại thì đã quản sự được phát ra ngoài nghe ngóng tin tức đã trở về bẩm báo chu lão phu nhân rửa mặt xong ngồi ở buồng sưởi phía đông quản sự cùi người thưa trong tôn thất doanh truyền tin rằng sáng nay hoàng thượng bị bệnh nên không thương chiều sớm bây giờ đã triệu mấy vị vương gia tiên cung có lẽ là đang phân công chức trách chu lão phu nhân nghe đến đây thì chồng người dậy đây chính là thời cơ tốt nếu như hoàng thượng giao chuyện của nguyễn cảnh cho ngũ vương gia thì nói không chừng sẽ có chuyển biến tốt dường như thân ma ma có thể nhìn thấu suy nghĩ của chu lão phu nhân vậy nếu như hoàng thượng lập ngũ vương gia là thái tử thì sao nếu như Lập Ngũ Vương gia là thái tử thì phe cánh của hoàng hậu sẽ trở thành cá trên thớt, nói không chừng Nguyễn Cảnh còn tìm được họa trong phúc. Chu lão phu nhân sai bảo thân ma ma, ngày mai ta muốn tới phủ Tín thân vương một chuyến. Chu thập cửu không có ở nhà nên Lâm Di ngủ không ngon, hừng đông còn mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh lại thì chân đã lạnh buốt. Lâm Di không gọi linh lung gác đêm bên ngoài vào mà nằm trên giường suy nghĩ bây giờ chu thập cửu đã tới kinh thành phụ chưa nhỉ có tìm được người đạo sĩ kia chưa lâm di càng nằm càng thấy lạnh lẽo nên dứt khoát mồi dậy gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt bạch thược tiến lên báo nhị lão gia đến đón lão phu nhân nói là về nhà tù để bố trí đàn tang chu nguyễn cảnh vào tù chu lão phu nhân mới nhớ tới người con trai thứ hai là chu nguyễn quý lâm di hỏi toàn ca thì sao bạch thược đáp đang để bà vú trông nom khi nào lão phu nhân đi thì đưa tới chỗ quận vương phi chăm sóc lâm di rửa mặt xong rồi đi tới phòng của chu lão phu nhân nhìn thấy lâm di chu nguyễn quý lập tức đứng lên hành lễ bởi thể bầu không khí trong phòng tốt hơn lúc chu nguyễn cảnh tới nhiều lâm di đưa tiễn chu lão phu nhân và chu nguyễn quý lâm di sai vợ cùng nhị giúp đỡ trông nom toàn ca lấy mấy đồ chơi mua lúc trước ra cho thằng bé chơi còn nàng thì ngồi ở gian ngoài theo thùa với quất hồng và linh lung vợ cùng nhị thường xuyên dỗ dành con trẻ trong nhà chơi túi cát vẽ cái ô nhỏ vẽ ở đâu thì phải nhảy vào đó vợ cùng nhị cố ý thua toàn ca khiến thằng bé vui vẻ trở lại hai người vẽ ô nhỏ tới tận gian ngoài lúc toàn ca nhảy ra gian ngoài thì nhìn thấy lâm di đang ngồi đó mới đầu thằng bé còn hơi rụt rè nhưng rất nhanh lại bị trò chơi hấp dẫn trời cho tới tận trưa thì toàn ca đã thấm mệt, vợ cùng nhị đưa bánh quế nhà bếp làm cho thằng bé ăn. Toàn ca ăn xong bánh ngọt, lại ăn thêm một bát mì trứng. Sau đó để cho bà Vú Du ngủ thiếp đi. Lâm Di sai bà từ trong viện của lão phu nhân trông nom toàn ca, rồi mới cùng vợ cũng nhị về viện của mình. Vợ cũng nhị vừa đi vừa nói, đại gia dễ dụ hơn so với trẻ con nhà nô tỳ nhiều. Lâm Di cũng thấy rất bất ngờ. Tính cách của Toàn ca và Chu Nguyễn Cảnh khác nhau một trời một vực, chơi trò chơi luôn suy nghĩ tìm cách chứ không đoán bậy, chơi tới cuối thì đã hơi thả lòng rồi, còn thật ra ở chung với trẻ con sẽ không cảm thấy mệt mỏi, còn có thể vui tây vì sự đáng yêu của chúng. Lâm Di Mim cười, Toàn ca ghét nàng, vậy nàng sẽ không lên tiếng, chỉ ở bên cạnh nhìn thôi. Không cần thiết lừa gạt trẻ con hoặc là cố ý giả vờ thân thiết để đến gần trẻ con có cách quan sát riêng của chúng người lớn chỉ cần làm gương tốt cho trẻ con noi theo là được rồi thật ra phân biệt thiện ác là bản năng trời sinh của con người thể hiện quá nhiều sẽ khiến cho người khác cảm thấy vờ vĩnh ban đêm chu lão phu nhân trở về lâm di mới biết được là có người nhà họ chân đề nghị dựng đàn tang ở nhà họ chân muốn ép chu lão phu nhân tới nhà họ xin lỗi đây mà chân gia là một gia tộc lớn đây chính là sự lợi hại của gia tộc lớn lúc nào cũng có người đứng sau lưng nghĩ kế cho lúc này chu lão phu nhân không dám đối đầu với nhà họ chân nên đưa thiếp mời muốn tới nhà họ chu lão phu nhân ở nhà tổ ca ngay chơi lúc về phủ thì mặt mày xám xịt bình thường do chu lão phu nhân lơi lỏng trong việc quản giáo nên chu nguyễn cảnh mới gây ra tai họa này bây giờ tất nhiên phải nghĩ cách đền bù chu lão phu nhân tới nhà nhận lỗi lại mời người qua nói giúp nhà họ chân mới buông tha chuyện dựng đàn tang nhưng lại bám chặt vào bản án dù thế nào cũng muốn chu gia trả lại lẽ phải chu lão phu nhân không còn cách nào khác đành phải sang cầu xin tín thân vương phi sáng hôm sau tín thân vương phi vào cung thỉnh an thái hậu nương nương hoàng thượng bệnh liên tục ba ngày không thương chiều trong kinh tin đồn bay đầy trời từ lúc hoàng thượng đăng cơ chưa từng có tình trạng này các nữ quyền âm thầm thảo luận mấy phủ đệ của quan to trong kinh bắt đầu đông người ra vào nhị vương gia tam vương gia và ngũ vương gia cũng bắt đầu vào chiều làm việc trong đó ngũ vương gia quản hình bộ với lại bộ là nổi bật nhất ngày nào mấy vị vương gia cũng siêng năng vào dưỡng tâm điện diện thánh lâm di về phủ quảng bình hầu nói chuyện với lão thái thái nhánh cả mấy ngày nay lâm sương điều dưỡng hợp lý nên sắc mặt đã tốt hơn nhiều thế nên cát đại thái thái định về huyện tam giang lão thái thái nhánh cả đồng ý chăm thêm mấy tháng rồi về về nhà ăn tết cho náo nhiệt cũng tránh để các trưởng bối nhớ thương vết thương của cát khánh sinh khỏi rất nhanh mỗi ngày đều bảo lâm sương đỡ ra ngoài vườn đi dạo tuy ngồi xe ngựa về huyện tam giang rất sốc này nhưng dù sao cũng là về nhà mình hơn nữa bây giờ trong kinh thành đang loạn rất khó tính dưỡng lão thái thái nhánh cả không nói toạc hết mọi chuyện ban đêm trần doãn viễn tan làm trở lại mọi người ăn cơm tối xong người nhà họ cát về viện phía tây nghỉ ngơi đại gia đình ba đời mới tụ tập nói chuyện trần doãn viên uống một ngụm trà vẽ mặt nặng nề cũng không biết cuối cùng sức khỏe hoàng thượng như thế nào dứt lời ông nhìn lâm di bên quận vương gia có đưa tin tức về không lâm di lắc đầu có lẽ chưa có gì nên chu thập cửu chỉ cho người báo bình an Trần Doãn Viễn đặt chén trà xuống rồi thở dài, nhất định phải dẫn người bình an trở về, bằng không chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Lâm Di nghe thể thì thoáng co âu, cha nghe thấy trên chiều nói gì sao ạ? À? Bằng không dựa vào tính cách của cha, không thể nào nói với vẻ khẳng định như thế. Trần Doãn Viễn suy nghĩ một lát rồi quyết định nói cho lão thái thái nhánh cả và Lâm Di nghe. Ai cũng nói là bởi vì chuyện sách tiên tri, đạo sĩ kia mà không về được thì chuyện tranh ghế chữ quân sẽ phá vỡ lời tiên tri của đạo sĩ đó. chương 264, nhớ lại. Nghe xong lão thái thái chi trưởng nhíu mày, nói gì vậy chứ? Kẻ nào lan truyền những lời này chứng tỏ có ý xấu. Trần Doãn Viễn muốn nói lại thôi, một lúc sau mới bảo, những lời này được truyền ra từ khoa đạo. Khoa đạo có vài vị môn quan nhắc tới mấy lời giống như trong sách tiên tri, Hoàng thượng tin sách tiên tri lời tiên tri nói hoàng thượng sẽ tại vị 66 năm, cử thể chẳng ai có thể nhắc đến chuyện thái tử. Mấy năm nay hoàng thượng luôn bác bỏ tổ trương lập thái tử của ngôn quan, hóa ra là do đạo sĩ quấy phá, những chuyện này vốn chỉ do người trong nhà môn trộm nói với nhau mà thôi, ai ngờ truyền ra ngoài lại bị biến thành như vậy. Từ trước tới giờ lời đồn càng lan truyền rộng là càng có nhiều biến thể, càng bị người ta cố tình lợi dụng nhiều hơn biết bao nhiêu người chỉ bởi vì một câu nói vô ý mà vạ lây đến cả nhà trần doãn viễn kể tiếp chuyện hoàng thượng tin sách tiên tri cũng chẳng mới mẻ gì từ lúc mới đăng cơ nhận được lời tiên tri hoàng thượng vẫn luôn dốc lòng chăm lo quản lý triều chính nếu dựa theo tình hình này nói không chừng những năm cuối đời của hoàng thượng đại chu thật sự sẽ chào đón một thời kỳ hưng thịnh chưa từng có lâm di mang tâm trạng phức tạp nhìn cha mình không thể không tin sách tiên tri kia, bởi vì có những lời trong đó thật sự đã ủng nhiệm. Vấn đề không phải ở lời tiên tri trong sách, mà là ở người giải nghĩa lời tiên tri đó. Cùng một câu nói đưa cho 10 người khác nhau xem, nói không chừng sẽ có thể giải ra 10 kết quả khác nhau. Trần Doãn viễn thở dài, nhưng bây giờ cả Hoàng thượng và Thái hậu đều tin đám đạo sĩ kia. Ngày nào các ngày của Thái y viện cũng vội vàng bắt mạch cho Hoàng thượng. Thái hậu nương nương đã ra lệnh cho đạo sĩ Thượng Thanh Viện cầu phúc cho hoàng thương. Lão Thái Thay nhánh cả nhấp một ngụm trà nhài, nếu quận vương gia có thể đưa mấy vị đạo sĩ kia về, cho dù bên ngoài nhiều lời đồn đại cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Trần Doãn Viễn gật đầu, cho nên con mới nói, quận vương gia nhất định phải bình an đưa người trở về. Lâm gì nhớ lại dáng vẻ tự tin của Chu thập cửu trước khi đi, chỉ cần những đạo sĩ kia còn ở kinh thành phủ, muốn đưa họ về kinh thành cũng không khó lắm kẻ tung những tin đồn kia hẳn là sợ chu thập cửu thừa cơ khó dễ đạo sĩ giúp đỡ hoàng hậu nương nương hoặc nhi vương gia phe ngũ vương gia đã nhận định rằng chu thập cửu ủng hộ nhị vương gia mà lão thay thay nhánh cả hiểu rõ tính nết trần doãn viễn nếu như có ngự sử bị hàm oan ông nhất định sẽ không mặc kệ đứng nhìn mặc kệ ngự sử ngôn quan nói thế nào giờ quận vương gia vẫn chưa trở về con phải thận trọng trong từng lời nói hành động tránh để mấy người kia bắt bẻ trần doãn viễn gật đầu thấy trượng phu không nói gì tiểu tiêu thị cười nói ca ca bên nhà con muốn cùng nhà chúng ta thân càng thêm thân thân càng thêm thân muốn nói tới hôn nhân của hoành ca rồi lão thai thai nhánh cả nhìn tiểu tiêu thị là ca ca nào của con cơ tiểu tiêu thị vui vẻ vốn dĩ được điều đến địa phương làm đồng chi bây giờ đã được thăng làm chi phủ rồi à? Con cũng chỉ mới biết trong hầm tiệc nhà mấy ngày trước thôi. Lúc trước họ luôn ở ngoài kinh, nên hai bên không qua lại nhau nhiều lắm. Gần đây tiểu thư nhà huynh ấy vào kinh, con đã gặp dối, là một cô nương lễ phép ngoan ngoãn. Tiểu tiêu thị rất ít khi nhiệt tình thế này, xem ra thật sự thích cô cháu gái của mình. Lão thái thái nhánh cả không vội nói gì. Tiểu tiêu thị hơi nhướng mày, bởi vì trần doãn viễn cũng không nói gì bà nói tiếp lão gia cũng đã gặp rồi đấy đứa trẻ kia thật sự rất tốt tình tình cũng gần giống với lâm di lâm di không ngờ mình cũng bị kéo vào chuyện này nên quay đầu lại cười cười nhìn tiểu tiêu thị tính cách của tiểu tiêu thị rất tốt nhiệt tình chẳng qua có nhiều lúc nhìn người không chuẩn lắm lão thái thái nhánh cả trầm ngâm một lát cũng không phải không được tiểu tiêu thị nghe vậy thì hai mắt sáng lên chỉ sợ lão gia ghét bỏ huynh ấy không phải là quan ở kinh thành thôi lúc này trần doãn viễn mới nói cũng không phải vậy xưa nay luôn là cưới thấp gà cao mà lại nói chi phủ một địa phương đã là đại quan rồi so với ta chẳng phải càng có nhiều lợi ích thực tế hơn sao tiểu tiêu thị bật cười lão thái thái nhánh cả và lâm di lại nghe ra được ẩn ý trong lời này lão thái thái nhánh cả vốt ve ngọc kỳ lân trong tay vậy ngày nào đó mời người ta tới nhà cùng ăn một bữa cơm không cần cố tình chọn thời gian đầu cũng sắp tới tiết khánh rồi con cứ đưa lễ vật về nhà ngoài nếu nhà bọn họ cũng có ý thì chắc chắn sẽ hoàn lễ thuận tiện sẽ đến nhà chúng ta chơi tiểu tiêu thị vâng dạ đáp lại chờ tiểu tiêu thị ra khỏi phòng lão thai thai nhánh cả mới nhìn trần doãn viễn sao thế con không đồng ý à với tình hình như bây giờ tìm một nhà thông gia làm quan ngoài kinh cũng tốt Trần Doãn Viễn nói, con nghe nói tiên tri phủ không phải là quan thanh liêm. Từ khi hẳn nhậm chức đến nay đã có mấy tấu chương tổ hẳn tham ô rồi. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tra được bằng chứng, nhưng con sợ có một ngày. Lão thay thay nhánh cả không nhịn được mà bật cười. Muốn kết thông ra với con đúng là không dễ dàng. Con ở khoa đảo đã gặp được bao nhiêu người chưa từng bị tấu chương vạch tội nào. Chỉ riêng con thôi mà cứ dăm bữa nửa tháng lại bị điều tra. Nếu như những người khác cũng để ý vấn đề này, hoành ca nhà chúng ta biết đi đâu tìm được cô nương tốt đây. Thế tử còn khó khăn lắm mới dám nhắc đến chuyện này, không nên chỉ vì mấy lời đồn đã cự tuyệt, vẫn nên cẩn thận hỏi thăm một chút đã. Trần Doãn viễn đồng ý, mẫu thân nói đúng, vậy cử nhìn kỹ rồi hẵng nói. Tiêu gia đã gả hai người con gái tới đây, coi như nể mặt tiêu gia cũng không thể tùy tiện cự tuyệt được. Sau khi Trần Doãn Viễn đi rồi, lâm di cùng lão thái thái nhánh cả nói về chuyện hôn nhân của trần lâm hoành lão thái thái nhánh cả thở dài ban đầu ta định đề nghị trịnh thất tiểu thư với cha mẹ cháu trịnh các lão đã về hưu ta muốn cùng trịnh gia đã thân càng thêm thân chọn đi chọn lại vẫn thấy trịnh gia đáng tin cậy nhất không riêng gì tính tình của trịnh thất tiểu thư tốt còn có bao nhiêu năm giao hào giữa hai nhà nữa khi giữa ta và trịnh lão phu nhân có một người nào đó đi trước quan hệ hai nhà sẽ không thể thân cận như bây giờ. Cha cháu muốn thuận lợi làm quan trong kinh, tóm lại vẫn cần dựa vào quận vương gia và trịnh gia. Lâm gì không ngờ tổ mẫu sẽ nhắc việc kết làm thông gia với nhà họ trịnh. Lão thay thay nhánh cả cầm chén trà lên nhấp một ngủm, nói tới cũng là, phàm là những mối bà ưng ý đều có huyền biến bất ngờ. Lâm gì như thế, giờ đến hoành ca cũng vậy, nhân duyên của con cháu quả thật rất khó nói. Chu Thập Cửu không ở kinh thành, Lâm Di phải sớm trở về phủ Khang quận vương. Nàng thay xong quần áo, lại ngồi may vá một cát đã thấy mệt dã rời, cảm tường chỉ cần nhắm mắt cả có thể ngủ ngay lập tức. Quất Hồng vội vã đi trải giường, Lâm Di rửa mặt xong nằm xuống, muốn suy nghĩ thật kỹ những gì phụ thân nói ngày hôm nay, ai ngờ còn chưa nghĩ được gì thì đã ngủ mất. Ngày hôm sau nàng tỉnh dậy, Quất Hồng tiến vào hầu hạ, con cười bảo, Tối hôm qua quận vương phi ngủ mau thật, nô tỳ còn chưa tắt đèn thì quận vương phi đã ngủ rồi. Lâm Di cũng thấy kinh ngạc, rất hiếm khi nàng như thế, chắc nhờ em thêm than vào lò sưởi tay ấm áp quá, cả đêm không hề thấy lạnh. Quất Hồng cười nói, nhờ than bạc năm nay tốt đấy à. Ăn sáng xong, Tường Thị đến trò chuyện với Lâm Di, Lâm Di sai người bày điểm tâm, cùng Tường Thị ngồi xem các kiểu hoa văn được Phường Thiêu đưa tới. Tưởng thị nói, không thua gì so với mấy thợ may chuyên nghiệp, hoa văn cũng rất đẹp, cũng không biết là ai khéo chọn, mời được tu nương tốt như vậy nữa. Là Lâm Di sai người đi tìm, khó khăn lắm mới tìm được một người thích hợp. Lâm Di cười nói, mời từ Giang Nam tới đây, phần lớn tủ nương bên đó đều có tay nghề rất tinh tế. Tường Thị liền hỏi Lâm Di, khi nào thì định khai trương cửa hàng may thế? Người Kinh Thành đều thích khai trương chuyện làm ăn vào mùng 8, chuẩn bị mùng tám sẽ chính thức mở cửa tường thị cười hôm đó ta nhất định sẽ đặt trước mấy bộ váy áo đến lúc ấy muội phải tính rẻ cho ta đó nha lâm gì cũng cười nhất định sẽ bảo thợ may là mấy kiểu đẹp nhất cho tỷ. hai người cười cười nói nói rồi tường thị nhắc tới cục diện chính trị hỗn loạn trên triều ở tôn thất doanh nghe được mấy lời đồn đều thấy khiếp vía ta chỉ mong có thể yên ổn sống qua ngày thôi rảnh rỗi thì theo thùa may vá mở cửa hàng như vậy tốt biết bao. Sau khi sinh thêm mấy đứa bé, cả ngày vây quanh bọn nhỏ, chớp mắt đã qua nửa đời người. Lúc còn bé ta nghe phụ mẫu nói lúc hoàng thượng mới đăng cơ, mỗi ngày đều có quan viên bị bãi chức, khi ấy ta cứ ước mình không phải trải qua tình cảnh đó, bây giờ ngẫm lại thì cảm thấy buồn cười, đời người dài như vậy, sao có thể không trải qua những chuyện này được chứ? Tưởng thị vừa nói vừa thêu nốt đóa hồng trong tay dường như đã nghe qua những lời này ở đâu đó rồi thì phải. Lâm Di nhìn gương mặt bình thản của Tưởng thị, trong đầu bỗng lướt qua nhiều thứ giống như là ký ức cũ. Lâm Di hơi giật mình, khi hoàn hồn thì rất nhiều nghi vấn trong quá khứ đều được làm rõ. Rốt cuộc nàng đã biết vì sao ở kiếp này, lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng thì lại cảm thấy rất quen thuộc. Kiếp trước khi thành quốc công tạo phản, người trong kinh hoàng loạn một là sợ phản quân đồ sát toàn thành, hai là sợ sau khi quân đội của Hoàng thượng tấn công vào sẽ quy những ai không phản kháng thành quốc công thành phe địch. Trong kinh có nhiều quan to quyền quý tập trung gia nhận lại để đối phó phản quân, khiến kinh thành nhất thời trở thành chiến trường đẫm máu. Gia nhân thì làm sao có thể địch nổi binh sĩ trinh chiến nhiều năm. Khi quyết định tạo phản tức là đã ở thể thắng làm vua thua làm giặc không có đường lui nữa, nên quân đội chém giết đỏ cả mắt các nữ quyến mặc dù ở trong đại viện kín cổng cao tường cũng hoảng sợ tột cùng thành quốc công giết rất nhiều quan lại và những nhà hiền quý lúc trước đối nghịch với mình qua một ngày không có phản quan tới cử là cử như nhặt lại được một mạng vậy mọi người vốn cho rằng cục diện này sẽ chẳng kéo dài quá ba ngày ai ngờ phản quấn không yêu như mọi người nghĩ về sau mới có tin tức truyền vào kinh hoàng thượng ở kinh thành phụ gặp chuyện nên hạ mật chiếu truyền môi cho nhi vương ra thành quốc công vốn thủ mệnh tiến công hộ giá, quân đội ngoài kinh mới thật sự là phản quân, rất nhiều võ tướng phản chiến nhằm vào nhị vương gia và hoàng hậu nương nương, phản quân nhanh chóng lớn mạnh. Nhằm chống cự ngoại địch, kinh thành phải đóng chặt cửa thành. Lâm gia biết được tin tức trước tiên vì có sẵn hiềm khích với thành quốc công. Trước đây Lâm gia cùng Trần gia tiên thủ đối phó thành quốc công, cho nên thành quốc công thừa dịp loạn tạc ra tay diệt trừ những kẻ đối nghịch với mình, Cúc Lâm Gia muốn chạy ra ngoài thành thì cũng là khi phản quân vừa vặn phá được cổng chính của nhà họ. Lâm Di nhớ được mình đã hoảng sợ bỏ trốn thế nào, nghĩ trăm phương nghìn kế ra khỏi kinh thành mới giữ được tính mạng, chính vào lúc đó nàng đã gặp tường thị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 265, Nguyên nhân cây chết kiếp trước, 1. Lâm Di vừa nói chuyện với tường thị vừa nhớ lại những chuyện ở kiếp trước kinh thành hỗn loạn tột cùng, các nữ quyền cùng nhau ra khỏi thành, lúc trước nhìn thấy quan binh đều sẽ cảm giác an toàn, nhưng lúc đó hỗn tạp, khó phân địch hay bạn. Lâm Di nhớ mình nhìn thấy quan binh chém giết lẫn nhau. Tưởng ra mở cửa để các nữ quyền tạm thời vào tránh né, tưởng thị cùng mẫu thân các tỉ muội cũng chuẩn bị vòng qua cửa sau để ra khỏi thành. Ai cũng ăn mặc gọn gàng vì đang chạy trốn, tình cảnh này làm người ta vừa sợ hãi lại cảm thấy ly kỳ. Tướng thị và nàng sắp xỉ tuổi nhau, cho nên nói chuyện rất hợp. Lúc ấy tưởng thì cũng nói giống hệt những gì nàng nói ngày hôm nay, tuy hơi khác cái che diễn đạt, nhưng ý nghĩa thì vẫn giống nhau. Lâm Di nhìn tưởng thị, sắc mặt của tưởng thị rất bình thản, nếu tưởng thì nhớ bê được chuyện kiếp trước giống như nàng thì giờ chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở gì đó. Xong tưởng thị lại thấy lạ khi Lâm Di nhìn mình chăm chú như vậy người nói vô tình người nghe hữu ý chắc chắn tưởng thị không ngờ rằng lời nói của mình khiến nàng nhớ lại chuyện của kiếp trước lâm di thấy tưởng thị nhìn mình thì mỉm cười tưởng thị cẩn thận nhìn xung quanh có phải ta nói sai cái gì không đúng là không nên nghị bàn chuyện chính sự mọi người đều đang trộm nói về mấy chuyện này mà đâu riêng gì bọn họ lâm di cười lắc đầu thi thoảng nói một chút cũng không sao Tưởng thị ngồi một lúc rồi ngỏ ý mượn mấy mẫu hoa văn của Lâm Di về thiêu. Lâm Di vào buồng sưởi phía đông để nghỉ ngơi, nhưng sau khi nhắm mắt trong đầu tại hiện lên đủ loại hồi ức của kiếp trước. Nàng không muốn nghĩ đến, ấy vậy mà vẫn bất giác nhớ lại từng chuyện từng chuyện. Nàng ở lại tưởng ra một đêm, bên ngoài chém giết rung trời, lại có kẻ xấu lợi dụng hỗn loạn mà trộm cắp chiếm đoạt tài sản, đừng nói là gia nhân trực đêm ở ngoại viện không dám nhắm mắt. May cả nữ quyến bên trong hậu viện được bọn họ bảo vệ cũng nơm nớp lo sợ không thôi. Cũng may người tưởng ra tốt bụng, ngày hôm sau, Tưởng Thái thái vẫn không đuổi nàng đi mà để nàng ở lại, còn dặn dò gia nhân hầu hạ thỏa đáng. Chức quan của Tưởng lão gia không cao cho nên cũng không có động chạm gì đến thành quốc công. Biết được chuyện của Trần gia và Lâm gia, Tưởng đại thái thái bèn khuyên Lâm di: "Cháu cứ an tâm ở lại đây." khi nào có cơ hội thì theo chúng ta cùng chạy ra khỏi kinh. Ở ngoài kinh thành, tưởng ra có thân thích tiếp ứng. Nếu không có tưởng ra hỗ trợ, nói không chừng khi đó chủ tớ mấy người lâm di đã chết dưới lưỡi đao của phản quân rồi. Nhờ bình thường tưởng ra năng làm việc thiện tích đức, ban đầu cũng không có phản quân đến nhà quấy rối. Thế nhưng về sau trong kinh càng lúc càng loạn, thể là phản quân lùng dục khắp nơi bắt Nam định tổng quân võ tướng bắt quan văn vào triều nghị sự. Cứ thế phe phản loạn mặc kệ là nhà ai, đều phá cửa xông vào. Trình ra hàng xóm của tưởng gia bị cướp sạch tiền tài, gia nhân bị quan binh bắt đi hết. Tiểu thư trình ra còn vì bị tác nhân chạm vào người mà ban đêm treo cổ tự vẫn. Những ngày tháng bấp bênh như vậy không biết khi nào mới chấm dứt, tưởng ra bàn bạc hay là chuẩn bị xuất kinh. Bây giờ trong kinh loạn như vậy, ai cũng cảm thấy chỉ cần thoát ra khỏi kinh thì sẽ có cơ hội sống. Thế nên bất kể là quan lại, hiền quý hay là bách tính bình dân, hễ có cơ hội là sẽ đổ xô tới của thành. Lính canh giữ của thành chính là người của thành quốc công, chịu thả người ra mới lạ, ai cố tình xông tới thì chỉ có con đường chết thôi. Người tưởng ra ra ngoài nghe ngóng, biết được có người mua chuộc người gác cổng để đưa ra quyến ra khỏi thành, tưởng đại nhân bèn cho người chuẩn bị tiền bạc hy vọng có thể giành được một cơ hội sống sót tưởng thị còn nói với nàng có tiền có thể xui khiến được ma quỷ lúc trước phụ thân ta cực kỳ không thích thức thúc làm ăn ở ngoài thành giờ lại phải dựa vào thúc thúc để giữ mạng nàng đang suy nghĩ những gì tưởng thị nói thì có người tới bảo rằng người lâm gia tới tìm nên đặt đồ vật trong tay xuống đi ra ngoài vừa ra đã gặp được lâm chính thanh đứng trong sân lâm chính thanh đang lễ phép nói chuyện với tưởng lão gia cảm tạ tưởng ra cho vợ mình chú chân. Lâm Chính Thanh luôn lấy lợi ích làm đầu, không có lợi ích gì cũng đừng mong nói chuyện được với hắn ta. Lâm Chính Thanh vừa nói chuyện vừa nhìn nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, vẻ mặt lo lắng, khiến ai nhìn cũng thấy cảm động. Sau khi tưởng lão ra đi, Lâm Chính Thanh đến trước mặt nàng, muốn nắm tay nàng xong lại bị nàng tránh đi, nghe nói tưởng ra muốn tìm cách ra khỏi thành, ta không yên lòng để nàng đi theo nữ quyền nhà họ rơi thành như vậy. Ý Lâm Chính Thanh là gì không cần nói nàng cũng biết, Lâm Di ngẩng đầu nhìn hắn, nữ quyền tưởng ra muốn ra khỏi thành. Chúng ta chẳng thân chẳng quen, tất nhiên không thể đi theo. Vốn dĩ nàng cũng đâu có ý định rời kinh, tình hình cha mẹ giờ thế nào vẫn chưa rõ, nàng xuất kinh thì giải quyết được gì. Lâm Chính Thanh đảo mắt, ta mới hay tin, phản quân vừa càn quét trần ra. Nghe nói đã mang hết tiền tài và nha hoàn đi rồi, nếu nàng trở về Trần gia, lần sau không biết bọn chúng còn muốn tới bắt ai nữa. Hiện tại biện pháp tốt nhất vẫn là xuất kinh lánh nạn trước. Gia tộc của nhà nàng ở huyện Tam Hà, tưởng ra cũng muốn đến Thông Châu để di chuyển bằng thuyền, vừa vặn kết bạn đồng hành, tưởng ra bỏ tiền bạc ra chuẩn bị, tất nhiên chúng ta không thể thiếu nợ bọn họ, khi nào ra khỏi thành rồi, chúng ta lại trả cho họ bằng ngân phiếu sau nghe thì có vẻ như đừng cân nhắc mọi chuyện vì nàng lâm di nhìn thẳng vào đôi mắt lóe sáng của lâm chính thanh bây giờ cha mẹ chồng thế nào rồi tình hình trong nhà có ổn không nàng hỏi như vậy khiến cho lâm chính thanh hơi bất ngờ lâm di thầm cười mia lâm ra mà không gặp nạn thì làm gì có chuyện lâm chính thanh sẽ tìm tới tưởng ra nàng nương nhờ tưởng ra cũng không phải là chuyện mới một ngày hai ngày nếu như lâm chính thanh thật sự đến vì nàng thì đã không đợi đến ngày hôm nay Mấy ngày nay Lâm Chính Thanh mặc kệ nàng ở lại tưởng ra, chính là để chừa một đường lui cho mình. Bị Lâm Di hỏi ngược như vậy, Lâm Chính Thanh tỏ ra khổ sở, phản quân tràn vào nhà, phụ thân và mấy đệ đệ đều bị bắt đi, mẫu thân cũng bị thương, nếu ta không chạy khắp nơi tìm nàng, nói không chừng giờ cũng bị bắt rồi. Nói dễ nghe thật, còn không phải là bỏ lại người nhà chạy trốn sao, hành động đó hoàn toàn tương xứng với con người của Lâm Chính Thanh, Lâm Chính Thanh nói, ta nhờ tưởng đại nhân đưa nàng và mẫu thân, muội muội ra khỏi thành, tạm thời tới trần tộc nương nấu, nàng nhớ chăm sóc tốt cho mẫu thân, ta ở lại kinh thành tìm cách xem có thể cứu phụ thân và đệ đệ ra không. Nếu bàn về đại nghĩa, Lâm Chính Thanh làm gì có can đảm đó? Hai mắt Lâm di lóe sáng, đại gia không xuất kinh cùng chúng tôi ư. Lâm Chính Thanh nhíu mày, trong mắt lại có ý cười, ta đi thì phụ thân phải làm sao giờ? đã sắm vai hiểu từ hiền tôn thì phải diễn cho trọn vẹn, nếu không về sau lâm đại gia trở lại kinh thành còn mặt mũi đâu nữa mà làm người. Lâm chính thanh muốn ở lại kinh, lâm đại thái thái lại nằng nặc không chịu để cho đứa con trai độc nhất ở lại chờ chết, bằng mọi giá cũng phải đưa lâm chính thanh theo. Đến lúc đó có mẫu thân khuyên bảo, lại thêm người vợ không nơi nương tựa này nữa, lâm chính thanh sẽ diễn màn đành phải đồng ý thu xếp ổn thỏa cho lâm đại thái thái và nàng trước. Từ như vậy, Lâm Gia sẽ hợp tình hợp lý cùng nàng tới ở nhờ gia tộc Trần Thị. Huyện Tam Hà cách Kinh Thành không xa, chẳng những có thể tránh hỏa lại có thể nghe ngóng các loại tin tức. Nếu phản quân bị triều đình chân áp, Lâm Chính Thanh sẽ đúng lúc ra ngoài tận sức vì nước, cứ thể nhẹ nhàng có được một đường công danh sáng sủa. Lâm Di rất bội phục Lâm Chính Thanh, không chỉ là bởi vì Lâm Chính Thanh thông minh mà còn có sự mặt dày vô sỉ của hắn nữa hắn đã sớm lường trước được tình hình này, bằng không đã chẳng sai người cứu nàng ra khỏi trận hỏa hoạn kia. Lâm Di và Lâm Chính thanh nhìn nhau, có mấy chuyện không cần phải nói nhiều vẫn có thể hiểu nhau rõ ràng. ca của nàng cũng được đưa tới huyện Tam Hà, nàng đi huyện Tam Hà chỉ ít có thể đoàn tụ với Kaka. -ka. Hiện tại Kaka -ka nàng vẫn chưa biết chuyện Nhạc Phụ bị hãm hại, nếu nàng không nói, nói không chừng ca nàng sẽ bị giấu cả đời lâm chính thanh tiến lên mấy bước nếu cả hai ta đều chết ở trong kinh thì cả đời này nàng sẽ vĩnh viễn là con dâu của lâm gia ta lâm chính thanh cho rằng nàng chắc chắn sẽ trăm phương nghìn kế tìm cách để sống sót trong kinh không ai có thể giúp nhà nàng hiện giờ chỉ còn cách tìm người trong tộc xin giúp đỡ thôi mẫu thân của ta đang bệnh nếu đại gia có thể đón mẫu thân ta đến đây ta đương nhiên sẽ đi cần cớ cũng không khó cứ nói ta bệnh nguy cấp chắc chắn mẫu thân ta sẽ liều mạng để gặp ta một lần cuối nếu đôi bên đều muốn tính toán lợi ích cho mình vậy nàng cũng không cần khách khí với lâm chính thanh làm gì nữa lâm chính thanh mỉm cười như vậy cũng được đại gia phải bảo đảm mẫu thân ta bình an nếu không ta sẽ suy sụp tinh thần chỉ có thể ở lại trong kinh chờ đợi phụ thân đành từ chối ý tốt của tưởng gia mà thôi nàng không đi đương nhiên lâm chính thanh chẳng thể nhờ tưởng gia dẫn mẹ con hắn ra khỏi thành cho dù lâm chính thanh mặt dày đưa ra yêu cầu vậy chỉ cần nàng vạch rõ bộ mặt thật của hắn với người tưởng gia đến lúc đó để xem nhà họ có thể chứa chấp loại người vong ân bội nghĩa này được không bên ngoài rối loạn trần gia lại không gần đây lắm thế nên đại gia nhớ phải cẩn thận nhé lâm chính thanh có bản lĩnh đến tưởng gia vậy sẽ có bản lĩnh tới trần gia mặc dù đưa mẫu thân từ trần gia tới đây khá nguy hiểm nhưng so với ở lại trần gia chờ chết vẫn tốt hơn nhiều cơ hội sống chính là phải liều mạng mới có thể giành được lâm di kiên quyết nhìn lâm chính thanh lâm chính thanh bước tới gần nàng ánh mắt nguy hiểm song lâm di vẫn không chịu lùi bước không biết vì sao mà lâm chính thanh bỗng bật cười cơ mặt giãn ra được vậy sẽ theo ý nàng nói rồi hắn vươn tay nâng cầm lâm di lên Ta chưa bao giờ gặp nữ tử nào thông minh thế này, nàng phải sống thật tốt, tương lai chúng ta còn mấy chục năm ở với nhau nữa đấy." Lâm Di chắp tay nhún người đáp lễ, "Vậy mời đại gia sớm đi thu xếp." Lâm Chính Thanh muốn Bình An ra khỏi thành, nên đành phải làm theo lời Lâm Di, vì vậy ngay tối hôm sau Lâm Di đã gặp được Tiểu Tiêu thị. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà Tiểu Tiêu thị đã gầy chỉ còn da bọc xương, ngồi trên giường thở dốc, Lâm Di an ủi một lúc lâu tưởng ra lại lấy thảo dược tốt nhất ra sắc cho bà uống. Tiểu tiêu thị nhìn thấy lâm di thì tinh thần cũng khá hơn nhiều. Tưởng ra bỏ ra mấy nghìn lượng bạc hối lộ lính canh cổng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trời vừa sập tối sẽ ra ngoài. Lâm di và tiểu tiêu thị tháo hết đồ trang sức trên người, mặc quần áo mộc mạc của người hầu vào, cùng chen trúc trong xe ngựa của tướng Thái Thái. Lâm Chính Thanh và Lâm Đại Thái Thái, các vị tiểu thư lâm gia ngồi chung một xe, trước khi đi quả nhiên lâm đại thái thái nếu kéo lâm chính thanh không buông, kêu khóc nói rằng nếu lâm chính thanh không chịu đi cùng, bà ta sẽ đập đầu chết ở đây. Lâm chính thanh không dám trái lời mẫu thân, đành phải làm theo. Lâm gì nhìn hai mẹ con lâm gia diễn kịch mà chỉ cảm thấy buồn cười. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.